Nguyệt Quế và Mỹ Anh xin gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 8 năm 2024, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nhiều thiệt hại về tài sản trong vụ hỏa hoạn tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Định. Mô hình trồng đậu phộng trên cát ở Vĩnh Long mang lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân nhờ giá bán cao và ổn định. Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La bắt 3 đối tượng tàn trữ trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều vũ khí. Nghề ướp trà sen Quảng An, thành phố Hà Nội trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hôm nay, khai mạc lễ hội Du Lan Báo Hiếu Ngũ Hành Sơn năm 2024. Lễ hội từ lâu đã trở thành ngày hội chung hướng con người về với nguồn cội thiêng liêng. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Ghi nhận về hỏa hoạn, thưa quý vị, phát hiện cháy, một số người sinh sống trong căn nhà nhiều tầng ở phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã chạy lên sân thượng kêu cứu. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt đưa những người bị mắc kẹt ra ngoài an toàn và dập tắt đám cháy. Khoảng 8 giờ sáng nay, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ tầng một căn hộ dịch vụ trên đường 64, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức. Người dân nhanh chóng quy động bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Thời điểm xảy ra cháy, nhiều người trong tòa nhà chạy lên sân thượng tìm cách thoát nạn. Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường, tiếp cận và đưa 8 nạn nhân ra ngoài an toàn. Đám cháy cũng được dập tắt sau đó. Tuy không gây thiệt hại về người, nhưng vụ cháy khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Tại Bình Định, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh này cũng vừa dập tắt đám cháy tại căn nhà chứa vật liệu nhựa trên đường Lê Thánh Tôn, thành phố Quy Nhơn. Đám cháy lớn bùng lên vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng nay tại tầng 2 của căn nhà số 49 đường Lê Thánh Tôn, thành phố Quy Nhơn. Tiếp nhận thông tin, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Định đã điều động phương tiện cùng lực lượng đến hiện trường dập lửa. Do bên trong nhà chứa nhiều vật liệu nhựa nên ngọn lửa lan rất nhanh. Thời điểm lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường, đám cháy đã lan rộng ở tầng 2 và tầng 3 của căn nhà. Đến gần 12 giờ trưa cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhiều đồ đạc và gây hư hỏng kết cấu tầng 2, tầng 3 của căn nhà. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, nhận định về tình hình thời tiết ở Bắc Bộ, cơ quan khí tượng đã cảnh báo đợt mưa lớn lần này có khả năng cao gây sạt lở và ngập úng tại một số khu vực. Và theo ghi nhận tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, trong đêm qua đã xảy ra mưa lớn. Chính quyền địa phương xác nhận đã có 2 người không may bị lũ ống cuốn trôi khi qua suối Bến Tắm thuộc vườn quốc gia Tam Đảo. Theo ghi nhận ban đầu, tối qua, nhóm 7 người rủ nhau đi xem sao băng tại vườn quốc gia Tam Đảo. Sau đó có 2 người về trước. Khi băng qua cầu tràn Bến Tắm thì bất ngờ bị lũ ống cuốn trôi. 5 người về sau phát hiện sự việc và gọi cứu hộ. Đến sáng nay, lực lượng chức năng tìm được thi thể nạn nhân NHV, 22 tuổi. Trong khi đó, chiều nay, thi thể nạn nhân NKL, 20 tuổi, được tìm thấy cách khu vực gặp nạn 1,5 km. Cả hai nạn nhân đều trú tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đại diện xã Đảo Trù cho biết, tối qua xảy ra mưa lớn cục bộ, tạo thành dòng lũ ống đúng lúc hai nạn nhân trên đi qua suối, nên bị cuốn trôi. Ủy ban nhân dân xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm 2 bà cháu tử vong. Theo gia đình nạn nhân, khoảng 8 giờ ngày 12 tháng 8, bà VTN, sinh năm 1949, bơi xuồng chở cháu nội là NTNN, sinh năm 2022, đi thăm ruộng phía sau nhà. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, người thân trong nhà không thấy hai bà cháu quay về, nên đi tìm thì phát hiện cả hai đã đuối nước tử vong. Vị trí gặp nạn cách nhà khoảng 250 mét. Thời gian qua, nhiều nông dân ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long phát triển trồng đậu phộng trên nền cát. Ghi nhận thực tế tại các ruộng cho thấy thời gian sinh trưởng của cây đậu phộng tương đương với cây lúa, nhưng lợi nhuận đạt được cao hơn nhờ năng suất tốt, trong khi giá bán cao và ổn định. Đây là một ruộng trồng đậu phộng đang thu hoạch của nông dân tại xã Phú Đức, huyện Long Hồ.
Theo nông dân, do là nền cũ đã trồng vài vụ trước đó, nên năng suất vụ này đạt khoảng 500 kg trên một công. Giữa giá bán hiện nay, nông dân có thu nhập trên 12 triệu đồng một công. Hiện nay là 30 ngàn ký bán lẻ, còn nếu cân cho mối thì 25 ngàn, đắt lắm. Dở ra tại người ta đậu phộng này trồng rồi thu hoạch ăn liền nó ngon. Thành ra đâu có chở đâu, đâu ở đây bán vòng vòng ở đây, dân ở đây ăn bán đắt ngon lắm. Đậu phộng từ khi gieo hạt đến khi thu hoạch khoảng 3 tháng, trong đó chỉ giai đoạn 1 tháng rưỡi đầu và thời điểm khoảng 1 tuần thu hoạch như hiện nay là cần nhiều nhân công. Nếu chăm sóc tốt, năng suất có thể đạt khoảng 600 kg một công đối với những nền trồng vụ đầu tiên và khoảng từ 450 đến 550 kg một công đối với các nền đã trồng nhiều vụ. Bên cạnh mang lại thu nhập cao cho người trồng, việc canh tác đậu phộng cũng mang lại thu nhập khá cho lao động thời vụ khi vào giai đoạn thu hoạch. 3,5 ngàn một ký, cũng như đậu về rồi mình nhổ lên. Nhổ lên rồi mình lặt hột vậy nè, cái mình cân một ký là 3,5 ngàn. Tùy theo đông người, ít người á. Thí dụ như đông người thì làm khoảng 1 tuần, còn ít người thì làm khoảng 10 ngàn. Đông người thì người cỡ 700-800 ngàn, ít thì khoảng 1 triệu. Kỹ thuật canh tác cây đậu phộng không khó, trong khi đây cũng là loại cây chịu hạn tốt, có thể trồng trên đất ruộng thiếu nước. Thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long cơ cấu phát triển cây đậu phộng tại một số địa phương. Riêng năm 2024, quy hoạch trồng 15 hectare. Đến nay, các địa phương đã thực hiện gần 12 hectare. Đậu phộng sau khi thu hoạch tiêu thụ thuận lợi, nên nông dân rất phấn khởi, yên tâm sản xuất. Những ngày này, khi nước lũ đã tràn ngập các cánh đồng, người dân tạm gác lại việc đồng áng và bắt tay vào những sinh kế mới. Trong đó thì nghề cào hến có quanh năm, nhưng mùa nước nổi lại nhộn nhịp hơn hẳn. Bởi mùa này số lượng hến rất nhiều, được người tiêu dùng ưa chuộng nên giá cao, mang lại thu nhập đáng kể trong những tháng nông nhàn, ghi nhận tại vùng đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp. Trên các dòng sông, dòng kênh nội đồng của huyện Hồng Ngự mùa này, nước đổ về, các xuồng ghe cào hến hoạt động nhộn nhịp. Mỗi ghe đi cào hến thường từ 2 đến 3 người, người cào, người sàng và phân loại hến to, hến nhỏ để riêng. Trung bình mỗi ngày, một ghe có thể cào được từ vài chục đến hơn 100 ký hến. Hến sau đó được luộc chín và bán cho thương lái, với giá từ 25 đến 30 ngàn đồng một ký hến thịt. Trừ chi phí, mỗi hộ có thu nhập khoảng vài trăm ngàn đồng mỗi chuyến cào hến. Chương trình sẽ tiếp tục với những thông tin giá cả tiêu dùng đáng chú ý vừa được cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trên thị trường xuất khẩu hôm nay, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam neo ở mức cao. Cụ thể, gạo 100% tấm ở mức 435 đô la Mỹ một tấn, gạo tiêu chuẩn 5% tấm giữ vững ở mức 562 đô la Mỹ một tấn, gạo 25% tấm ở mức 525 đô la Mỹ một tấn. Tại thị trường trong nước, nhìn chung nhu cầu mua gạo khá, nông dân chào giá cao vì nguồn còn ít. Giá hồ tiêu năm nay tăng trở lại, song người dân không bị áp lực bán sớm như những năm trước, bởi giá cà phê, sầu riêng đều tăng cao, nhiều hộ có thu nhập ổn định. Giá hồ tiêu tuần qua dù có biến động bất thường nhưng vẫn trong chiều hướng đang phục hồi tăng trở lại là tín hiệu lạc quan, mang đến nhiều hy vọng cho người trồng. Dự báo giá tiêu sẽ tiếp tục biến động bất thường trong thời gian tới. Kể từ đầu tháng 8 tới nay, giá sầu riêng ở Đắk Lắk tăng giảm thất thường. Giá mua xô tại vườn dao động từ 80.000 đến 90.000 đồng một ký với sầu riêng đô na, thì hiện giảm còn từ 55.000 đến 70.000 đồng một ký. Sầu riêng xuất khẩu giá trên 105.000 đồng một ký, hiện nay giảm còn khoảng 80.000 đồng một ký. Giá này tuy vẫn tương đương và có thời điểm cao hơn so với mùa vụ năm 2023, nhưng giá giảm khiến việc mua bán gặp khó khăn. Quý vị đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo. Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La bắt 3 đối tượng tàn trữ trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều vũ khí. Nghề ướp trà sen Quảng An, thành phố Hà Nội trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hôm nay, khai mạc lễ hội Du Lan Báo Hiếu Ngũ Hành Sơn năm 2024, lễ hội từ lâu đã trở thành ngày hội chung, hướng con người về với nguồn cội thiêng liêng. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Về tội phạm liên quan đến ma túy, cơ quan công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Trước đó, tại khu vực bản Bó Nhạn 2, xã Dân Hồ, Công an huyện Dân Hồ đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Giàng A Gơ, sinh năm 1981, trú tại xã Dân Hồ, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ gồm 5 viên ma túy tổng hợp. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ vợ chồng Tráng A Chứ và Giàng Thị Sơn, trú cùng địa phương, đối tượng bán ma túy cho Gơ. Tại nhà hai đối tượng này, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ trên 3.000 viên ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng cùng 10 viên đạn, một ống nhòm và một số vật chứng khác có liên quan. Tại cơ quan điều tra, Chứ khai nhận một số ma túy trên ở khu vực giáp biên giới về bán kiếm lời. Lợi dụng địa hình nhà ở vị trí trên cao, dễ quan sát khu vực xung quanh. Mỗi khi tiến hành giao dịch mua bán ma túy, Chứ sử dụng ống nhòm để quan sát và dùng súng để cảnh giới. Nếu bị phát hiện, đối tượng sẽ bỏ chạy hoặc tẩu tán tàn vật. Tại An Giang, Công an thành phố Long Xuyên vừa triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn, bắt giữ 26 đối tượng liên quan, thu giữ hơn 227 triệu đồng. Theo Công an thành phố Long Xuyên, qua theo dõi, lực lượng công an xác định nhiều đối tượng tụ tập tại một căn nhà ở phường Mỹ Hòa, nghi đánh bạc. Khi tiến hành kiểm tra, lực lượng công an đã bắt quả tang 26 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền. Tang vật thu giữ gồm 227 triệu đồng, 19 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành công tác bảo dưỡng tu bổ định kỳ năm 2024 và mở cửa trở lại đón đồng bào khách quốc tế vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ hôm nay ngày 13 tháng 8. Theo đó, thông báo về việc tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sau tu bổ định kỳ năm 2024 của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành công tác bảo dưỡng tu bổ định kỳ năm 2024. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 13 tháng 8 năm 2024. 6 tháng đầu năm nay, Ban Quản lý Lăng đã đón tiếp hơn 1,6 triệu lượt khách thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, hơn 430.000 lượt khách thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ban Quản lý Lăng đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt về nhân lực, vật tư, phương án, phối hợp hiệp đồng triển khai thực hiện tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối và đúng tiến độ đề ra. Trước đó, từ ngày 10 tháng 6 đến hết ngày 12 tháng 8 năm 2024, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã tạm ngừng tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm để làm công tác bảo dưỡng tu bổ định kỳ năm 2024. Thưa quý vị, cùng với Phở Hà Nội, nghề thủ công truyền thống ướp cà sen Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội vừa được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Việc ghi danh này đã góp phần bảo vệ, gìn giữ tri thức làm trà sen, một tuyệt phẩm trà trân quý nhất trong các loại danh trà Việt. Từ xa xưa, người dân Quảng An đã sử dụng sen bách diệp để sáng tạo nên sản phẩm trà sen và những tri thức làm trà sen đã được bao đời trao truyền, gìn giữ cho đến ngày nay. Nơi đây đang song hành hai hình thức là ướp trà sen khô và ướp trà bông sen. Giữa ướp trà sen khô, quy trình vô cùng công phu, từ khâu tuyển chọn nguyên liệu, rửa trà, tách gạo sen, ướp trà, sấy trà, đóng gói và bảo quản. Để làm ra một ký trà sen, người nghệ nhân cần tới hơn 1.000 bông sen. Mọi công đoạn ướp trà sen đều được làm thủ công. Thức trà tinh túy này cần trải qua 7 lần uống gạo và sấy. Cứ một lớp trà rồi đến một lớp gạo sen, sau cùng phủ một lớp giấy. Càng ướp nhiều lần, hương sen càng quyện, trà càng thơm. Giá thành của loại trà này dao động từ 7 đến 10 triệu đồng một ký. Sáng nay, lễ hội Du Lan Báo Hiếu Ngũ Hành Sơn năm 2024 đã khai mạc. Đây là một trong những lễ hội văn hóa tâm linh quan trọng trong năm, được tổ chức tại di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Lễ hội Du Lan Báo Hiếu Ngũ Hành Sơn năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 8, tức từ mùng 9 đến 11 tháng 7 năm Giáp Thìn. Lễ hội truyền tải những giá trị văn hóa lịch sử của Phật giáo và miền di sản Ngũ Hành Sơn đến với người dân và du khách. Trong đó, các nghi lễ tâm linh chủ yếu diễn ra trong động âm phủ trên ngọn Thủy Sơn như lễ Bạch Phật Khai Kinh, trì tụng chú Đại Bi, thuyết pháp về công ơn cha mẹ, cầu siêu anh linh chiến sĩ, khóa lễ tụng kinh Địa Tạng. Ngoài ra còn có nhiều hoạt động ý nghĩa như hội trại Du Lan Báo Hiếu, triển lãm ảnh nghệ thuật, trao quà cho các cụ cao tuổi và tặng học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn. Lễ hội Du Lan Báo Hiếu Ngũ Hành Sơn từ lâu đã trở thành ngày hội chung hướng con người về với nguồn cội thiêng liêng, đồng thời cũng là một sản phẩm du lịch đặc sắc tại di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn. Vừa qua, nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới TripAdvisor đã công bố giải thưởng Travelers
Choice Awards Best of Best Thing to Do. Bên cạnh tour trải nghiệm dược thác và tham quan thác nước ở Đà Lạt, tour du lịch Ninh Bình bằng thuyền và xe đạp cũng lọt vào 25 hoạt động hấp dẫn nhất ở hạng mục thiên nhiên và hoạt động ngoài trời. Trang Trip Advisor mô tả thay đổi từ Hà Nội hối hả sang một ngày tràn ngập vẻ đẹp thiên nhiên, học hỏi và phiêu lưu trong tour du lịch Ninh Bình với các điểm đến nổi bật. Du khách có thể thoải mái đi bộ đường dài, đạp xe và du ngoạn quanh ngôi làng bản địa đẹp như tranh vẽ, với nhiều cơ hội chụp ảnh tại các danh lam thắng cảnh. Ngoài ra, tại hạng mục thiên nhiên và ngoài trời năm 2024, tour du lịch Ninh Bình trong ngày bằng thuyền và xe đạp tại Qua Lư, Tam Cốc và Hàng Búa được bình chọn đứng thứ 3 trong top 25. Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, trong 6 tháng đầu năm nay, lượng khách đến tham quan tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 6,28 triệu lượt, tăng gần 38,5% so với cùng kỳ năm trước. Dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày. Một kỳ nghỉ với quỹ thời gian như thế, quý vị hoàn toàn có thể có một chuyến du lịch cùng người thân và bạn bè. Và nếu quý vị còn đang phân vân trong việc lên kế hoạch du lịch cho kỳ nghỉ sắp tới thì hãy cùng tham khảo những điểm đến được khách Việt lựa chọn nhiều nhất dịp 2 tháng 9 vừa được ứng dụng đặt phòng booking.com công bố. Theo booking.com, nhằm tận hưởng tối đa kỳ nghỉ dài sắp tới, khách Việt có xu hướng chọn những trải nghiệm đáp ứng cả hai yếu tố thư giãn và khám phá. Đà Lạt có 5 lần liên tiếp đứng đầu danh sách khi được du khách đánh giá cao với phong cảnh thiên nhiên, nhiều công trình kiến trúc kiểu Pháp cổ kính, không khí mát mẻ và không gian lãng mạn, bình yên cùng ẩm thực ngon. Sapa, điểm đến nằm ở miền núi Tây Bắc, có các ưu điểm giống Đà Lạt cũng nằm trong top 10 năm nay. Những cái tên còn lại nằm trong top 10 gồm Đà Nẵng, Vũng Tàu, Nha Trang, Phan Thiết, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội An, Hà Nội và Huế. Với điểm đến quốc tế, Bangkok là thành phố được lựa chọn nhiều nhất. Tiếp đến là Tokyo, Seoul, Kuala Lumpur, Singapore, Hồng Kông, Sydney, Bali, Chiang Mai. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvnli.vn hoặc tại ứng dụng THVNLI trên Google Play và App Store. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.